vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. Wow, cái chủ đề này thì rất là dễ hiểu nha, nhưng mà để nói ra thì không có đơn giản đâu. Tại sao nước lại quan trọng? Mình sẽ nói về nước trước nha. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy rằng đồ ăn của con người thì khi chế biến thì rất là cần nhiều nước, và bản thân ở trong đồ ăn cũng có rất là nhiều nước. Nước á, thì nó không có màu, không có vị, không có mùi, nên là khi mà chúng ta ăn đồ ăn á, thì chúng ta sẽ giữ được nguyên cái hương vị của đồ ăn luôn. Nước thì hòa tan được muối, đường, nó làm cho chúng ta dễ hấp thu hơn trong cơ thể. Nước thì không hòa tan được dầu mỡ, nhưng mà không sao, dầu mỡ đi vào trong cơ thể của chúng ta thì nó cũng là chất lỏng rồi. Mình có một ít hạt tiêu xay nhuyễn, nhưng mà khi mà mình rắc nhẹ cái hạt tiêu này lên thì tự động những cái hạt tiêu nó lan tỏa ra xung quanh rất là nhanh. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Ai đã tác động để giúp những cái hạt tiêu nó đi xa như vậy? Ở đây cũng là một trong những cái lý do vì sao mà khi mà các chất dinh dưỡng của chúng ta vào trong cơ thể và chúng ta uống nước thì những chất đó nó được vận chuyển trong cơ thể của chúng ta rất là dễ dàng. Các bạn giải thích được vì sao thì nói với cô là cộng điểm hoặc là miễn kiểm tra học kỳ nha. Và nước thì có rất nhiều trong cơ thể của chúng ta, nên là nó cũng sẽ là môi trường để liên kết các chất với nhau, dễ dàng tạo ra những cái phản ứng. Nước có khả năng hấp thụ nhiệt và điều hòa thân nhiệt cho cơ thể, là nguyên liệu cho các phản ứng tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ. Nước thì chắc chắn quan trọng đối với tôm, cá, cua, ghẹ, ngao, sò, hến rồi, rong tảo rồi. Trong cơ thể con người và động vật thì chúng ta dễ nhận thấy nhất nước có ở trong máu này. Nước chiếm từ 50 đến 90% khối lượng của cơ thể. Con người thì chỉ có móng tay này và da khô của chúng ta là không có nước. Tất cả các bộ phận khác trên cơ thể của chúng ta đều có nước, tóc cũng có nước. Mái tóc mà suông mượt thì sẽ có hàm lượng nước nhiều hơn. Ở thực vật thì các bạn có thể xé bất kỳ một cái lá nào ra cũng thấy nước rất màu trắng này. Ở trong nước túa ra rất là nhanh chóng. Cái cây khô mình nghĩ rằng nó không có nhiều nước, nhưng mà thực ra khi các bạn chặt nó rất có nhiều nước ở bên trong. Đặc biệt là những loại quả mọng nước thì cực kỳ nhiều nước. Nước thì sôi ở 100 độ C và đông đá, hay là người ta còn gọi là đông đặc, ở 0 độ C. Nước còn có khả năng dẫn điện nha các bạn. Nên là con người của chúng ta là một trong những vật dẫn điện đấy. Chúng ta dễ bị điện giật. Khi mà chúng ta đưa nước vào gần những cái nguồn điện thì nó sẽ truyền cái điện đi. Xét về tổng thể thì nước là một phân tử trung hòa về điện. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào phân tử nước này, các bạn sẽ nhìn thấy nguyên tử oxygen của chúng ta có rất nhiều electron bao quanh. Nó có nhiều điện tích âm hơn. Như vậy là cái phần mà bên phía nguyên tử hydrogen thì nó sẽ có thiên hướng là mang điện tích dương một chút. Chính xác, nước là một phân tử phân cực. Và nhờ điều này mà nó có những lực hút và lực đẩy của điện tích. Chính nhờ điều này mà các hạt tiêu của chúng ta dễ dàng di chuyển ở khắp mọi nơi trên bề mặt nước. Nước là một trong những chất dinh dưỡng rất là quan trọng, nên là mình nói riêng những chất dinh dưỡng khác, có thể hiểu là đồ ăn này, thức uống này, bản chất của những chất dinh dưỡng này chính là những chất hoặc là những hợp chất hóa học tạo bởi các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Chúng thì được đưa từ môi trường bên ngoài vào cơ thể sinh vật, và ngay khi mà vào cơ thể sinh vật thì những tế bào sẽ tổng hợp hoặc là phân giải thành những chất dinh dưỡng đặc trưng. Ví dụ như là sầu riêng thì có mùi sầu riêng này. Những chất dinh dưỡng được sinh vật tổng hợp ra thì rất là rùng rợn và huyền bí và khó hiểu. Nhưng mà nếu các bạn được lên lớp thì các bạn sẽ từ từ học nha. Rất may là những chất dinh dưỡng này người ta đã chia ra làm những cái nhóm chính như sau. Đầu tiên là nhóm cung cấp năng lượng và nhóm không cung cấp năng lượng. Trong nhóm cung cấp năng lượng thì chúng ta có carbohydrate, đó là những chất bột đường có trong gạo ngô khoai sắn của chúng ta. Lipids là những chất béo và dầu mỡ động thực vật. Protein là những chất đạm có ở trong thịt cá, trứng sữa này, đậu xanh, đậu nành, các loại đậu này, các hạt của chúng ta. Vitamin là những chất mà có nhiều trong trái cây và rau xanh, và chất khoáng. Carbohydrate thì nó sẽ liên quan đến cấu tạo tế bào, cấu tạo mô, chắc chắn là nó cung cấp năng lượng rồi. Lipids thì nó cũng cấu tạo màng tế bào, nó dự trữ năng lượng và cung cấp năng lượng luôn. Protein thì cũng cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hòa các hoạt động sống, vận chuyển các chất, bảo vệ cơ thể. Vitamin thì nó cũng liên quan đến cấu tạo tế bào, nó là những chất xúc tác enzyme. Chất khoáng thì cũng liên quan đến cấu tạo tế bào, tham gia để vào quá trình trao đổi chất của cơ thể.
Nước thì có vai trò là hòa tan các chất, vận chuyển các chất và là môi trường liên kết các chất, là môi trường cho các phản ứng. Điều hòa thân nhiệt là nguyên liệu cho các phản ứng tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ và là môi trường sống của sinh vật. Và mình thêm một số thông tin nữa là nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 độ C, đóng băng hay là đông đặc ở 0 độ C, có khả năng hòa tan, dẫn nhiệt và dẫn điện. Cấu tạo của nước là một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Đây là một phân tử phân cực. Chất dinh dưỡng là đồ ăn và thức uống thì bản chất là đó là những chất và hợp chất hóa học được sinh vật hấp thu từ bên ngoài. Các chất dinh dưỡng cụ thể là ở trong cái bảng tổng hợp này, hoặc là chúng ta có thể viết ngắn gọn là những chất dinh dưỡng thì sẽ cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào, nó sẽ giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể và tham gia vào điều hòa các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Và một thông tin nữa cho các bạn là có phải là những người mập là những người thừa chất dinh dưỡng hay không, thì mỡ chỉ là một trong những chất dinh dưỡng mà thôi. Có thể là họ đầy đủ các chất dinh dưỡng khác, nhưng mà cũng có thể là họ đang thiếu chất đạm này. Thì tốt nhất là các bạn nên đến những bác sĩ về dinh dưỡng và chúng ta có những kiểm tra cho nó chính xác. Nhưng mà một điều công nhận là những bạn mập đó thì rất là dễ thương nha. Bài học thì kết thúc rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khác của Trạng. Like và share hoặc là comment cho bọn mình nhé. Chào tạm biệt.